Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn một món ăn của miền Nam, đó là món bánh bò hấp nước dừa. Món bánh bò này chúng ta có thể dùng để trong tiệc cưới, tiệc hỏi, sinh nhật và đám giỗ. Vật liệu cho món bánh bò hấp gồm có 250g bột gạo loại tốt, 2 viên men, 3 viên công rượu và 1 muỗng súp nước công rượu, 200g đường cát trắng, 150g dừa nạo cho vào 100g nước lã để bắt lấy nước cốt, 2 lon sữa bò nước lã, màu làm bánh và vani. Sau đây là cách thực hiện. Đầu tiên chúng ta cho bột gạo vào trong thau, cho phân nửa nước lã vào, cho cơm rượu và nước cơm rượu. Cho men vào. Sau đó quậy lên cho thật là đều và mịn. Quậy cho đều và mịn. Sau khi bột quậy đều và mịn, chúng ta dùng nắp đậy lại cho kín và ủ 3 giờ. Chúng ta đang nấu nước đường, cho đường và nước vào trong nồi bắt lên bếp quậy cho nó tan. Sau đó để nước đường hơi ấm ấm. Đây là bột đã ủ được 3 giờ. Và đây là nước đường chúng ta đã để cho ấm ấm. Đổ nước đường vào trong bột, quậy lên cho đều. Sau khi bột quậy lên cho thật đều, chúng ta dùng một cái rây lượt lại cho nó sạch. Bạn ở đây không? Chúng ta đậy nắp lại, ủ thêm 5 giờ. Sau khi chúng ta đã có bột ủ được 5 giờ, các bạn phải nhớ, chúng ta ủ bột trong 2 giai đoạn là tất cả 8 giờ. Kế đến chúng ta lấy nước dừa, bắt lên bếp, quậy cho kẹo. Khi nước dừa kẹo như thế này, người ta còn gọi là bồng con. Cho nước dừa vào trong bột. Cho thêm vani. Quậy bột lên cho đều. Sau đó múc ra từng chén và chúng ta cho màu. Ta cho màu vào trong bột và quậy lên. Nếu muốn đậm chúng ta cho nhiều, và nếu muốn dợt chúng ta cho khoảng 2 giọt. Đây là màu xanh, đây là màu hồng và đây là màu vàng. Sau khi bột đã pha màu, trước khi hấp chúng ta thoa khuôn bằng dầu ăn, đặt khuôn vào trong sửng, múc bột cho vào trong khuôn. Sau khi bột cho vào trong khuôn, trước khi hấp chúng ta bắt sửng, cho nước thật là sôi, cho bột vào hấp 15 phút. Sau 15 phút, bánh trong là bánh đã chín. Chúng ta dùng đĩa để gấp bánh ra.
Bánh sau khi hấp 15 phút, nhìn thấy bánh trong là bánh đã chín. Chúng ta dùng một cái đồ gấp nước đá để gấp bánh ra ngoài.